nay mình sẽ đi thử quay thử cái máy này để xem như thế nào các bạn nhé. Đây, hôm nay mình quay thử cái máy Focus 3 này này, các bạn nhìn này. Đấy. Mình test cho các bạn xem nhé, buổi sáng. Nhìn đâu nó sẽ thu cái khung hình lại nhé các bạn nhé. Đấy, giữa khung hình này. Nhìn đâu là quay nó theo khuôn mặt mình nha các bạn. Đấy, bây giờ mình đi này xem có zoom không các bạn nhá. Đây là phố Hà An này các bạn. Đấy, mình đi này xem là cái màn hình nó có zoom không các bạn nhá. Đây, hôm nay mình đi test xem là cái con này nó như thế nào, có tốt không các bạn. Rất là sáng luôn. Đây là mình đến khu trường học cấp 2 của Hà An đây nha các bạn nhé. Đây, đây mình quay cho các bạn cái khu này mới là khu rất là đẹp luôn. Đây, đây là phố Hà An nhà mình. Cho nên hôm nay là mình quay buổi về đêm cho các bạn. Thank you.
1 này. Đây, chuẩn bị mình cho các bạn đến thăm cái khu vui chơi nha. Wow, đẹp lắm nè các bạn ơi. Đấy, chuẩn bị đến nơi rồi đây. Đấy. Đi đến chỗ hát rồi đó. Các bạn nhìn đẹp không? Đâu? Đây, dãy xe đẹp nhỉ. Ờ. Ừ. Đó. Đây. Nhà bác là thấy ngay đầu gành đó, ngay sát nhà luôn đấy. Ngay đây à? Đấy, vâng, đấy. Ờ. Ngay có đám cưới đẹp, đẹp này gì. Đấy, có ai xuống thì vào đây ủng hộ nhà cháu nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chồng phải xe đẹp nhỉ. Ôi giời ơi, lấp lánh đẹp nhỉ. Hai ông bà có lấy đi thử cho tình cảm không? Đây, tượng đây các bạn. Tượng đấy. Đây, bạn nào dẫn bé đến đây chơi nhé. Tô vẽ nhé. À, đây. Bà xem đây. Đấy, tượng ăn chưa? Tượng đẹp chưa? Tô đẹp chưa? Con tượng xinh chưa? Ồ, nhỉ. Đây. Xinh nữa, cho xịt bóng nữa thì cũng là tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Đấy. Nhớ vào kênh Trinh Vũ Vlog là có xem suốt ngày. Nha. Đây. Đây, hai bé chơi này. Đây, cát đây phải không? Sướng hơi đẹp nhỉ? Đây, đây. Đây. Ok. Bà chủ đấy nhá. Ai mà nhớ mở máy ra nhá. Trinh Vũ Vlog nhá. Vâng, rồi ạ. Trinh Vũ Vlog à? Trinh Vũ thôi là được, không cần Vlog à, hét đâu. Đây, nhà hét đây. Đấy, nhà hét luôn, dãy xe trong quán ạ. Ôi, đẹp nhỉ. Hôm nay bà đi test thử cái con này của bà mới mua xong này. À, ok. Ok. Vậy cho cháu lên sóng tao lên. Đây là xúc xích này. Đấy, đủ thứ nhỉ. Chà tắc á. À không, chà chanh. Chà chanh, chà tắc đúng không? Ừ, nhiều chưa này các bạn ơi. À. Đấy. Cháu bà đi. Ừ, nhiều nhỉ. Hôm nào bà cho cháu à lên đây. Ok, ok. Chị. Đây là cát sỏi phải không? Sao mới thấy ra đây không? Hôm nay em mới được đi ra đây này, sỏi cát đây các bạn, tròn xe này. Hồi xưa nhà mình bằng cát bằng hạt cơ. Nhưng mà bây giờ cát này này và hôm nay em mới đi ra đây thử đấy. Ừ. Ờ chị. Đi từ nhà đến đây bảo hôm nay bảo lâu lắm rồi nghe tin ở đây đẹp lắm mà có đi được đâu. Thế em đi nhá. Có chỗ uống nước sướng nhỉ? Mát thế này còn đâu nữa. Đấy, nhìn này. Toàn ông chủ mà toàn xe to như thế này đẹp vậy. Đây các bạn này, nhìn này. Đấy, các bạn nhìn này. Đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn. Đấy, đồng chí chồng nhé. Đẹp lắm các bạn ạ. Đây là khu nhà nhé. Đây là khu nhà này. Đấy, các bạn nhìn này. Thứ bảy chủ nhật. À đấy à. Ờ, ok nhá. Chào gia đình nhá. Ờ. Đây, tượng đây các bạn. Đẹp nha. Chứng tỏ phố đẹp ra phết đấy chứ nhỉ. Đường cao tốc thì mình đây các bạn ơi. Đấy.
Mình đang lên cái vòng xuyến cầu nha các bạn nha. Đẹp chưa các bạn? Đường về đêm mà điện sáng trưng luôn, nét căng luôn các bạn. Cái máy của mình quay đây, chuẩn bị mình đến vòng xuyến ở đây. Đấy, đến vòng xuyến này nè. Đấy, lên cầu nha các bạn nha. Cầu này đẹp chưa các bạn ơi, nhìn cầu này.